xỉn rồi. Tôi không khỏi gì hết. Nếu mà ra đường ai cũng gặp công an mà quýnh như vậy thì đâu còn lực pháp nữa. Chống người thi hành công vụ, đâu là nguyên nhân chính của vấn đề? Xin kính chào quý vị, tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, những hình ảnh nhức nhối vừa rồi diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Đó là nhận định của các chuyên gia khi nghiên cứu về các biện pháp thực thi pháp luật. Hãy cùng phân tích câu chuyện nóng này trong phần tiêu điểm của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay cùng phóng viên Thúy Hằng. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều clip ghi lại các hành vi chống người thi hành công vụ, mà đây chủ yếu là chống đối với lực lượng cảnh sát giao thông. Số vụ vi phạm ngày càng nhiều với tính chất ngày càng manh động, phức tạp. Và trước khi lý giải vấn đề này, mời quý vị chúng ta cùng điểm qua một số vụ việc được dư luận quan tâm trong 3 tháng trở lại đây. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 4, trên đường Mai Chí Thọ, một người đàn ông đã không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, còn lớn tiếng lăng mạ tấn công cảnh sát giao thông. Đồng Nai ngày 15 tháng 4, tại khu vực trạm thu phí, một tài xế xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đã bỏ chạy và cán chết một sĩ quan cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Cũng tại Đồng Nai ngày 30 tháng 4, trên quốc lộ 20, một tài xế đã vi phạm luật giao thông rồi tông thẳng vào xe của cảnh sát giao thông làm một chiến sĩ bị thương. Vĩnh Long ngày 12 tháng 5, hai đối tượng đi xe gắn máy đã xịt hơi cay, ném còng số 8, rút dao đe dọa lực lượng cảnh sát giao thông khi bị xử lý sai phạm. Hà Nội ngày 25 tháng 5, ngã tư Chùa Bộc, một phụ nữ ngồi sau xe máy đã giả danh nhà báo lăng mạ lực lượng thi hành công vụ. Hà Tĩnh ngày 13 tháng 6, một chiếc xe vi phạm đã chèn ép khiến xe của cảnh sát giao thông lật ngay trên đường. Phú Thọ ngày 28 tháng 6, một sĩ quan cảnh sát giao thông đã bị chiếc xe mô tô vi phạm đâm chết khi đang thực thi nhiệm vụ. Cũng tại Hà Tĩnh ngày 30 tháng 6, một cảnh sát giao thông đã bị hất văng xuống đường. Và thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7 mới đây, trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, một người phụ nữ đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi lớn tiếng lăng mạ túm cổ cảnh sát giao thông. Vâng, đó mới chỉ là số vụ được người dân ghi lại trong vòng 3 tháng trở lại đây. Thực tế con số này có thể còn gấp nhiều lần. Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng có lẽ câu hỏi nguyên nhân của vấn đề được bắt nguồn từ đâu được quan tâm nhiều nhất. Chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi này với một nữ luật sư chuyên nghiên cứu về các vụ án giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bà, thì điều gì khiến người dân có những cái hành động lời nói quá khích như vậy ạ? Trước tiên thì phải xét đến là ý thức của cái người dân hiện nay là quá là kém về việc tuân thủ pháp luật. Họ biết những cái hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn thực hiện. Có thể là một số những cái hành vi vi phạm trước mắt diễn ra hàng ngày mà không bị xử lý. Cho nên họ thấy cái việc mà anh này không bị xử lý thì tôi cũng đi thì có lẽ tôi cũng không bị xử lý. Theo bà thì điều gì khiến cho những người thực thi công vụ phải e dè trong cái việc xử lý vi phạm như hiện nay ạ? Thời gian qua cũng đã có một số những cái clip được người dân ghi lại những cái hình ảnh về cảnh sát giao thông. Những clip này thì có lẽ đã bị cắt xén đi rồi, cho nên là họ e dè hơn và họ không dám xử lý quyết liệt và mạnh tay đối với những cái hành vi quá khích cũng như là cái hành vi mà vi phạm pháp luật. Cũng theo luật sư, ngoài ý thức về pháp luật ra thì cơ sở hạ tầng giao thông hiện nay còn nhiều bất cập, gây ức chế sẵn cho người tham gia giao thông, nhất là tình trạng kẹt xe, ngập nước, khói bụi. Nên khi bị dừng xe xử phạt, người tham gia giao thông rất dễ dẫn đến những xung đột. Tôi đang đứng ở trên đường Ung Văn Khiêm, nơi đã xảy ra câu chuyện gây bão dư luận của nữ tài xế túm cổ lăng mạ cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh một người phụ nữ lái xe đi ngược chiều lớn tiếng lăng mạ rồi túm cổ áo đe dọa cảnh sát giao thông đã được người dân ghi lại trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chứng kiến trực tiếp vụ việc này, người dân cũng tỏ ra hết sức phẫn nộ.
Người ta dẹp giao thông cho đi, mà nắm cổ, nắm đồ người ta vậy đó, ai chịu cho nổi. Nếu mà ra đường ai cũng gặp công an mà quýnh như vậy thì đâu còn lực pháp nữa. Và đây chính là người cảnh sát giao thông trong clip, Trung úy Nguyễn Quốc Việt, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Khi gặp trường hợp của chị đó thì bản thân rất bất ngờ, thứ hai là rất là buồn với thái độ của chị đó. Được biết, chị Thủy Dương ngay sau khi xảy ra sự việc cũng đã tới Ủy ban Nhân dân phường nhận lỗi sai phạm của mình. Vâng, có lẽ là thiếu công bằng khi không nói tới những khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông khi họ cũng phải chịu áp lực về tình hình giao thông hiện nay. Không dễ để có thể xử lý tốt tất cả mọi tình huống khi mà cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, luật pháp thì vẫn cần phải nghiêm minh. Và liên quan vấn đề này, chúng ta cùng tham khảo cách hành xử của cảnh sát một số nước khi đối diện với những người vi phạm giao thông. Trở lại với bối cảnh Việt Nam, các vụ chống người thi hành công vụ đang gia tăng với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta cùng điểm qua con số thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2017, tình trạng chống người thi hành công vụ trên các tuyến giao thông cả nước là 24 vụ, làm 2 cảnh sát giao thông hy sinh, 2 người bị thương nặng, 19 đối tượng vi phạm bị bắt. Theo Điều 257 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2009 thì tội chống người thi hành công vụ được quy định như là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái phép luật và bị phạt cải tạo không giam giữ 3 đến 5 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng và tái phạm nguy hiểm. Các chuyên gia cũng cho rằng hiện nay dẫn đến tình trạng này, ngoài nguyên nhân khách quan thì cũng có nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân này được bắt nguồn từ hai phía, cả lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông. Hãy cùng chúng tôi chứng kiến những hình ảnh sau đây. Những hình ảnh cố tình vi phạm luật giao thông như thế này ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp. Một số đối tượng côn đồ hung hãn còn thường biểu hiện thách thức pháp luật, sẵn sàng ra tay. Các chuyên gia hiện nay cũng cho rằng để dẫn đến tình trạng chống người thi hành công vụ, phải nói tới một số trường hợp lực lượng tuần tra kiểm soát vẫn chưa thực sự tuân thủ đúng, đầy đủ quy trình nghiệp vụ, hạn chế về kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Điều này cũng được chính cán bộ PC67 Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận. Trong một số trường hợp cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường là chưa thực hiện đủ các bước trong quy trình tuần tra kiểm soát giao thông, từ lúc phát hiện vi phạm, dừng phương tiện chào người vi phạm, kiểm tra giấy tờ và thông báo lỗi người vi phạm thì dẫn đến tình trạng là người vi phạm cảm thấy bị oan sai, dẫn đến tình trạng chống người thi hành công vụ. Theo tôi về phía người thi hành công vụ, tức là cảnh sát giao thông, khi thi hành công vụ thì phải là xây dựng cái hình ảnh đẹp của mình trong mắt người dân và phải tuân thủ đúng theo cái quy định tại thông tư số 65 của Bộ Công an. Đối với những hành vi vi phạm phải xử lý kiên quyết và nghiêm minh. Có như vậy thì người dân mới có được cái sự tôn trọng của người dân đối với cơ quan pháp luật. Như vậy, bên cạnh ý thức tuân thủ luật pháp của người tham gia giao thông cũng phải tương ứng với sự chuyên nghiệp cộng thái độ ứng xử kỹ năng của người thi hành công vụ thì sẽ mong hạn chế được tình trạng như hiện nay. Chúng tôi cũng đã cố gắng gặp được người vợ và các con của một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hãy cùng chia sẻ nỗi mất mát khi một cảnh sát giao thông gặp phải hành vi chống đối manh động. Chứng kiến cảnh tượng này, ít ai cầm được nước mắt. Trung tá Lê Quang Minh đã bị một tài xế xe tải cán tại trạm thu phí cầu Đồng Nai, để lại cho chị Tuyền hai đứa con thơ cùng những mất mát không thể bù đắp. Nhưng mà em chỉ biết ngã quỵ thôi, mà cũng cố gắng đứng dậy để còn lo hậu sự cho anh nữa. Còn đây chính là người tài xế đã gây ra cái chết thương tâm cho Trung tá Lê Quang Minh
Với bản án 6 năm tù giam, Thống đang phải sống trong sự dằn vặt tột độ bởi hành vi thiếu kiềm chế của mình. Em chạy qua bên lên trước, em qua bên ghế phụ, em chờ xe em chạy. Thì em chạy chừng được 5 mét đó, thì anh công an chạy lên đập thì không biết anh té lúc nào em cũng không biết. Thì rớt vào bánh sau xe em cán qua. Trước đó, Trung tá Minh cùng hai đồng đội phát hiện một chiếc xe tải vi phạm luật giao thông đã yêu cầu dừng, nhưng tài xế đã cho xe chạy. Anh Minh đuổi theo chặn được xe, yêu cầu kiểm tra nhưng tài xế lái xe bỏ chạy, cán xe qua người anh Minh. Nỗi hối hận muộn màng của kẻ gây án. Giá như người tài xế kịp dừng lại để nhận ra rằng không gì có thể bù đắp được nỗi đau của gia đình người chiến sĩ công an ấy. Nỗi đau của người vợ, của người mẹ trẻ với hai đứa con dại. Và rõ ràng là để có được một xã hội tốt đẹp, một nền luật pháp nghiêm minh, hơn lúc nào hết cần sự ý thức tuân thủ nghiêm túc hơn của mỗi người dân, cũng như là các ứng xử chuyên nghiệp của các lực lượng thực thi công vụ. Từ trường quay của Chuyển động 24 giờ, chúng tôi muốn gửi tới quý vị những hình ảnh thay cho lời kết của tiêu điểm ngày hôm nay về hành động chung tay cùng làm đẹp môi trường đường phố giữa những người chiến sĩ cảnh sát giao thông và người dân.